Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đất Thanh Bình Đắk Nông. Quý vị và các bạn để ý cái ranh bên, tổng diện tích của cái mảnh này là 9 hecta trên sổ. Mảnh đất này thì bằng đẹp, trên đất thì đã có nhà cửa điện đài đầy đủ và sình ao và suối xung quanh quý vị nhé. Mảnh đất này thì tọa lạc tại xã Đắc Minh, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông. Trên diện tích thì bác chủ đã trồng tất cả cái cây trồng hết rồi, vừa tiêu vừa cà. Trên đất thì có hai cái nhà hạn hoi quý vị nhé, hai cái nhà xây hạn hoi luôn. Mảnh đất này rất là tiện ích nha quý vị nhé. Trên đất, từ vị trí đất mà ra đến khu dân cư đông thì chỉ có 650m tới đường nhựa thôi quý vị ạ. Bác chủ ra giá cho cái mảnh đất này là 600 triệu trên 1 hecta. Có thương lượng và bao sổ sách cho mình. Đất rất bằng đẹp quý vị ạ. Ở dưới thì có ao, có sình. Vì cặp gần cánh ruộng cho nên là nước nuôi rất là thuận tiện. Dân cư xung quanh cũng không đến nỗi là ít người. Và ra tới quốc lộ 14 thì mất khoảng 8 km là ra đến trung tâm huyện luôn. Như quý vị thấy đất rất là bằng đẹp. Đất đã phủ xanh tất cả cây trồng, không còn đất trắng. Nguồn thu nhập ở trên đất này cũng rất là ổn định quý vị nhé. Vừa thu vừa tiêu vừa cà thì em cũng không có hỏi kỹ bác chủ là có bao nhiêu tiêu và bao nhiêu cà. Nhưng mà trên đất thì bác chủ đã trồng rất là đều và kính hết tiêu và cà luôn rồi. Em xin nhắc lại cái thông tin của cái mảnh đất này là thuộc về xã Đắc Minh, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông. Từ vị trí đất mà ra đến đường nhựa thì chỉ có là 650m. Đường di chuyển là đường đất, ô tô vào đến vườn. Từ phía trên nhìn xuống là quý vị và các bạn cũng thấy rõ là cái nguồn nước của mình rất là bao la quý vị nhé. Rất là thoải, rất là thoải nhẹ và bằng thôi. Thì quý anh chị mua cái mảnh này thì trồng thêm cây ăn trái là thì rất là thích hợp luôn. Đất này chỉ cách trung tâm huyện là 8 km ra đến quốc lộ 14 luôn quý vị nhé. Như em đã nói là cái mảnh đất này á, thì rất là bằng đẹp, cây trồng rất là ổn định luôn. Cây trồng trên đất thì vừa cà vừa tiêu, nguồn thu nhập ổn định, giá là 600 triệu trên 1 hecta có thương lượng. Mọi thông tin liên quan đến cái mảnh này, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ hai cái số điện thoại trên màn hình. Em sẽ dẫn quý vị và các bạn đến với cái mảnh vườn này. Tổng diện tích của cái mảnh này là 9 hecta quý vị nhé. Đất triển nhẹ, rất là bằng. Đất gần như bằng luôn quý vị ạ. Rất đẹp luôn. Video còn rất là dài, quý vị và các bạn vui lòng xem hết video. Và cho em xin một like và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mà em đăng tải về sau nha quý vị.